Thằng này tên là bò sữa. Đây là dòng bully ha các bạn ha. Thấy ở đây nó không có không gian cho nó chạy, thấy cũng tội nghiệp quá, thôi mình đem về cho Nam Ngô Farm luôn. Cái tên gọi nó cũng là bò sữa luôn, trùng với cái màu lông của nó luôn. Mệt chưa? Mệt rồi. Con này cũng khá là đẹp ha các bạn ha. Mặt ngắn đầu bự mà nước miếng nhiều. Rồi. Ôi trời ơi, cha mày. Thế nào? Hello, mình là Nam Ngô. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Đó, đánh nhau. Về dưới thôi. Rồi, tha hồ cho mày chạy. Mày chạy. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn. À, mình đang có mặt ở nhà một người bạn của mình, đó là bạn Cà Rốt ha. Hello, thầy Cà Rốt. Bạn thầy Cà Rốt là một người dạy vẽ. Thì lúc này là công việc lu bu quá, học trò nhiều, bận quá, không có thời gian để chăm sóc thằng này tên là bò sữa. Đây là dòng bully ha các bạn ha. Bully nhưng mà exotic, có nghĩa là nó nhỏ con hơn, nó nhỏ size hơn, nó lực hơn. Đó, nó thấp người hơn. Thì coi như là Cà Rốt không có thời gian chăm nữa, nói Nam Ngô chăm đi. Mình thấy ở đây nó không có không gian cho nó chạy, thấy cũng tội nghiệp quá, thôi mình đem về cho Nam Ngô Farm luôn, cho nó ở chung với lại gì đó, Lucy với lại em Babe luôn. À, đây là con bò sữa ha. Cái tên gọi nó cũng là bò sữa luôn, trùng với cái màu lông của nó luôn. Đây là một bạn đực nha. Mày cắn nó tăng động vẻ hết kìa luôn. Không phải đâu, bởi vì nhốt nó nhiều quá, nhưng mà khi nó thả ra thì rất là trầm. Đúng rồi, thả ra nó chơi nó trầm lắm. Được rồi, tí nữa về. Anh này có vẻ lanh á. Hả? À? Nhưng mà không biết trong nhà nha. Cái này là cái gì? Nguồn của Buôn Vũ à? Đúng rồi. À, nguồn của Vũ. Cái này là da của nó là da nó vậy á. Này à? Đúng rồi, da hồng hồng vậy đó. Dòng... mắt hồng nè, mặt hồng nè. Mệt chưa? Mệt chưa? Mệt rồi. Con này cũng khá là đẹp ha các bạn ha. Mặt ngắn đầu bự mà nước miếng nhiều. Mày về dưới tao cho mày. Tội lắm. Coi như là đầy nước miếng luôn á. Đây là nước miếng nè. Đó là cắn đi. Đó. Này bạn đực ha, bi hồng luôn. Rồi một lát theo tao về Bình Dương. Theo tao về Bình Dương. Ê, nhét quả nắm đấm ở đây. Này, cắn đi. Cắn. Cắn đâu? Ngoan nhỏ luôn. Ngoan. Nói chứ ngoan. Mệt rồi đó. Bọn này mà cho uống thuốc ấy. Ngày xưa mình không biết là mình cũng phải gã làm cho nó liếm. Đây là banh mồm nhé, thẳng vào luôn. À, banh mồm quăng vô luôn. Tụi này dễ mà. À, có mấy con rùa đồ mới khó chứ, tụi này kéo miệng ra quăng, igu cũng vậy. Được rồi. Giờ con này con thứ hai rồi đó. Thế hả? Con của bò á, con này con thứ hai phải không? Con kia bữa bắt mất luôn, không bắt kiếm được luôn. Bắt luôn. Nhưng mà con kia nó bị... con kia trong nhà rất là tốt. Nhưng mà mấy ông shipper ông vào ấy, ông ấy nó quen mà. Cái lúc mình hai vợ chồng chở nó đi để chó bên ngoài tưởng vào kia bán trông. Nên là vào nó cho thuốc mê nó sách đi. Cho thuốc mê sách đây luôn. Ồ. Bởi vì lúc mà đấy nó sờ này nó không có sủa. Thế là cái gà thuốc mê và cái này nó in ru, nên là mang lên xe chở đi luôn. Rồi thôi về Bình Dương chơi đi, lâu lâu tôi cho xuống thăm. Lâu lâu kêu Cà Rốt lên chỉnh chơi. Thăm nó. Nó về tội nghiệp. Về dưới nó có sân. Về trên mình nó có sân các bạn, cho nó chạy đã. Cái tụi này nó mà ít chạy quá là cái khớp của nó bắt đầu nó yếu. Rồi nó bị biến dạng, cong vòng nhiều khi đi không được luôn á. Trời, này lông quá, đổ lông quá ông ơi. Đang thay lông. Trắng bóc hết luôn rồi. Tụi này có tính cách nó gì, có cần gì lưu ý không ta? Rồi bắn hết lãi rồi mà mất. Mấy con chó này nó nhiều nước miếng mà nó vũ một cái dằn á, nước miếng vô mắt.
Em rất đẹp nhưng mà nước miếng em rất nhiều. Mốt tao cho mày đi ốp luôn. Con này mặt ngắn, cái mũi ngắn các bạn rất là đẹp ha. Cũng là thuần cái khí hậu nóng của mình rồi, cho nên là cũng an mà tâm đâu, tùy. Nếu mà ở khí hậu nóng nhưng mà ông nào mà ai mà chăm mà kỹ quá mà cho ra ngoài khoảng tầm 30 phút mà nắng quá là chết đi. Sốc nhiệt. Nhiều người chăm kỹ quá. Còn mình thì mình cứ để ở đây này, nắng nó chiếu vô từ từ nó quen dần, nó thích nghi dần. Nhưng mà tất nhiên nó cũng không thể là cho nóng quá. Quá nó đổ mồ hôi nhiều ghẻ, viêm da rồi. Con này thì nếu mà chăm theo kiểu mà chăm kỹ quá thì bị viêm da. Còn nếu mà mình chăm theo kiểu như là để cho tự nhiên, giống thả chạy lung tung hoặc là thăm kiểu những chó cỏ thì chả được bệnh. Chạy nhiều ăn thuần hạt đấy. Ăn thuần hạt luôn hả? Ăn thuần hạt nhưng mà nó phải ăn cơm được. Ăn cơm ăn gì cũng được, bánh bao ăn gì cũng ăn hết. Ăn tạp luôn. Ăn tạp luôn. Chứ không có tập cho ăn thịt bò, ăn nó quen kia, nó quen quá thì sau này mình chăm khó. Rồi mày yên tâm, mày về Nam Ngô Farm mày có thịt bò. Trời sướng đấy. Thịt bò, thịt gà của nhà tài trợ của gì HG Huỳnh Gia. Ôi giờ mình chụp với ông Vũ mà cho nó gầy dữ vậy, nó cho nó ăn hạt luôn. Con này lúc trước nó mập hơn nữa hả? Lúc mới về mập hơn. Con chỉ mập hơn chút xíu đó. Nhưng mà lấy về lâu chưa, mấy tháng à? Mấy tháng không nhớ đó. Tầm trước Tết. Dễ cưng. Rồi về dưới là có thịt bò, thịt gà, thịt heo, chim cút. Bà này hiền lắm, bà cá này hồi. Chơi, ai cũng chơi được nhưng mà không biết trong nhà. Nên như qua hậu thân thiện hả? Không, bây giờ về bên đó mà cho nó chạy lung tung ấy, là nó thân thiện lắm. Mình đi đâu nó đi theo nó. Mà nó không có chạy giống như là chạy ở trong đất. Một lúc sau bây giờ nó hồi lại, bắt đầu nó ngồi đi ra. Nãy là mới được ra chuồng mừng quá, bây giờ là quen rồi đó, là quen rồi, nằm đang mùi rụng lông các bạn, coi như là tay chân lông hết, lông quá lông. Giờ hàng quá coi. Đi thì đi xe, xe để bên kia kìa. Xe để bên kia. Sao chạy vô đây? Chạy vô đây được mà. Đang để bên công ty bên đó đó. À, để cho chiều á. Này. Sai chuồng không? Chuồng thì có làm gì được đâu. Chuồng hả? Chuồng quăng cái xe luôn. Lát quăng xe luôn. Nếu vậy lát chạy xe vô đây hả ta? Chạy xe đây đón sao đi. Đã không em? Đã không? Ghiết rồi giờ là ông nội ơi, nước miếng văng lên mặt rồi, bậy rồi nè. Con nè. Dơ quá hả? Ôi, nguyên cục nước miếng lên mắt luôn à. Bậy rồi. Đó sớt. Này về tắm luôn á. Đi đâu, ra đây, một chút. Sao nào? Sung quá ha. Ở đây rồi, đứng lên chút xíu rồi. Nước miếng không à. Cưng ơn em. Con này nó ngắn đòn. Con này nó nhỏ hơn, nó ngắn đòn, nó thấp hơn. Con nhà nó to được. Lắm đúng không? Con nhà nó to hơn. Ô nhưng mà cái con này cái... lỗ tai nó không cắt luôn ta, lỗ tai giống lỗ tai bùn pháp quá à. Không, Vũ nó không cắt. Nhưng mà lỗ tai cũng gọn chứ. Đúng rồi. Thường tụi này lỗ tai nó cụp. Nó dài quá nó cụp chứ không, còn này nó cũng ok. Bởi vì em bữa mình nhìn mình tưởng bùn pháp. Lỗ tai đẹp, đứng. Thôi anh em bên bùn pháp lúc này lại mang chó ra chút xíu thấy ghét không. Ngắn ngủng cái đòn luôn. Dễ ăn hả? Món nào cũng chơi hả? Ở đây còn ít hạt kìa. Nam về nó trộn. Nhiều khi nó ăn không chứ nó quen đấy. Trộn chung mà nhiều khi nó về nó chỗ lạ, nó ăn nó nhiều khi nó bị được tiêu hóa một chút xíu. Nên trộn chung rồi cho ăn quen cái hạt rồi đi. Ok. Dễ cưng. Này được khoảng mấy tuổi ta? Một tuổi, hơn một tuổi. Hơn một tuổi hả? Ồ, non chẹt luôn. Vậy là lúc lấy baby hả?
Đấy, lúc lấy nó lúc mà lấy được 10 tháng hả? 10 tháng. 18 là hơn tuổi thôi. Cứ gần tuổi rưỡi thôi. Đi tướng vẫn là ngon. Bạch hồng. Ok, anh em thấy mà có ai sướng như mình không? Bây giờ anh em cho bét về nuôi không mà nhà giết là như cái sở thú. Như cái sở thú luôn. Ở dưới giờ là ba con bu lì rồi đó. Dưới nhà ba con bu lì. Mà có cái không? Một cái. Cái phối này cũng được nè. Giữ cho em bé vô kìa. Giữ em bé sợ kìa. Đi vô đây. Đấy nó hiền lắm, thân thiện lắm. Đấy, chỉ ai trẻ con thì nó không sùa mà. Thì cà rốt là dạy vẽ ha các bạn ha. Trong kia các bạn trẻ con thiếu nhi đang học vẽ trong đó. Nó dễ thương. Lâu quá qua đây cũng nhiều mấy năm rồi, 3 năm rồi quá. Đúng rồi. Mệt chưa? Mệt chưa? Mày nhào lên tao nữa mày coi người tao ghê không? Này hết đi đâu rồi, này chỉ có về nhà tắm chứ hết có lang mang chỗ nào được nữa rồi. Bán chiếc kia hả? Giờ chạy Vespa hả? Chạy Vespa. Cái con này từ ngày xưa mười mấy năm rồi, vứt han gì hết rồi, hay là mang đánh cước lại, giữ lại kỷ niệm. Còn chạy được không? Chạy được, làm lại làm máy lại. Chứ còn chiếc Rebel nữa mà. Rebel đây. Ôi Rebel này mua nào? Trước Rebel cổ kìa, Rebel mà đây, vàng đây là, á. Bubber á. Bubber the Steve. À Steve hả? Steve. Rồi lấy chiếc này nào nữa? Đây có Rebel 500. Thầy chịu chơi xe quá. Cà đi ơi. Ra đây chào tạm biệt bò sữa. Cà đi. Cà đi. Ra đây. Không ạ. Đang ngồi luyện công vẽ. Màu lớn ghê luôn á. Giỏi. Teppy là ông lớn rồi đúng không? À gần 5 tuổi rồi. Hình như nhỏ chị này 1 tuổi à. Đúng rồi, nhỏ anh 1 tuổi. Thôi về nhà nha. Cho nó về nhà sẽ có thêm nhiều cái hoạt động để mà quay ba thằng này nó quậy. Mà mấy thằng này các bạn, mình mở cửa ra, nó trong chùa mở cửa ra, mình mở cửa ra nó phóng, nó tống đường sao tới mà mình muốn té luôn á. Mà mấy con kia thì sao? Mấy con kia cũng vậy, nó lăn xăng vậy đó. Nói chung cái tính nết tụi này nó rất là lăn xăng, nó khoái giỡn, thích chạy. Chạy một chút nó thở. Tội nó không được chạy. Ngày xưa còn dẫn nó đi dạo cơ. Bây giờ thời gian bận quá rồi. Nó hoàng hoàng. Nó cứ lang thang đây xong rồi về đây nó nằm ở đây. Nó chẳng có chạy đi đâu rồi. Nó chỉ đi đến gốc cây này, đến gốc cây này về hết. Trước này là bạn cà rốt cũng có một bạn buôn lì khác. Thì cho phơi nắng trước cửa nhà vậy nè. Thì thấy nó cũng ngoan, ý y xong rồi bị giang hồ ở đua. Giang hồ ở đua rồi đi tìm đi chuột đâu mất tích luôn hả? Không có thông tin gì luôn hả? Không có, nó không bán. Nó có tìm được cái chỗ thằng lấy hay gì không? Không, chỗ đó không, chỗ đó bán bán kín trong hộ chứ nó không có bán ra ngoài. À bán kín hả? Bởi vì những dòng đó là bán ra ngoài dễ bị phát hiện đó. Đúng rồi, nhìn thấy biết liền. Đúng rồi. Bởi vì dân chơi buôn ly nhìn nó biết liền đó. Nó bán kín hơn. Nó không đăng công khai. Đó cho nên là mới chọn bé này trước Tết. Xong rồi nói chung là thương quá, cũng thấy rất tôi là thương các bạn, rất là thương. Tuy nhiên là nhà là các bạn thấy nãy là dạy các bạn trẻ con á thì phụ huynh ra vô cũng hơi lo đúng không? Mình cũng nói chung là mình cũng tinh ý, mình thấy vậy mình đưa thôi. Thì về Nam Ngô Farm là dưới có chỗ sẽ cho nó chạy giỡn nhiều hơn, còn nuôi thành phố á thì chỉ được cái chuồng cái này thôi, thì cũng tội nghiệp bé nó đó, cho nên đưa cho mình đem về, rồi về cho nổi tiếng luôn, cho lên mạng luôn. Bò sữa cho mày lên thành nhiều khi là nó về nó chạy nhảy thì bắt đầu nó tăng sức đề kháng lên. Chứ bọn này nó không được chạy nhảy ấy, nhiều khi là cái sức đề kháng nó yếu. Thì hai con dưới nhà mình là lúc trước nó trên kia nó ít chạy lắm, nhà chủ cũ nó ít chạy lắm, về mình là chạy nhiều, đầu khỏe, nay khỏe mạnh lắm. Thì phơi nắng nữa, mời nắng nữa rồi nó chạy. Nó giỡn như giặt á mà. Cái này thả Igu ra im re luôn. Khoa học luôn hả? Khoa học luôn. Chỉ có Igu có đuôi nó bình thường.
Ồ vậy hả? Nó không có, nó không có sù lên. Ở dưới con ở dưới nó có con em bé các bạn, nó bị một cái tật là nó gặp con nào khác nó cũng nó giỡn thôi, mà giỡn hơi bạo lực. Còn con Lucy thì nó không mạng tới. Được rồi, bình tĩnh, lát sẽ được về. Mày sẽ được về một cái khu vườn mà rất là đông, rất là đông động vật để cho mày thích nghi. Sao bị gì? Nó bị, cái răng bị sao thế ạ? Răng bị sâu hả? Ừ thì bị sâu hay sao ạ? Ở đây, đây. Không biết là cái xương nó cắm ở đấy. Cái xương quá. Đây này, cái răng, cái xương. Đây. Đâu? Hàng hết, răng hết, nó lâu lâu rồi này. À. Rồi. Ôi trời ơi, cha mày. Thế nào? Thật là mới ngay, mới mày ngay, mới ngay, ngay cứ thấy chảy, chú thấy chảy máu. Ồ. Ờ. Ăn cái xương ống nó dính vô. Đúng rồi. Nó hôm nay. Đây chảy máu rồi này. Dính rồi này. Dạ. Đi về Nam lấy bàn chải. Chà đấy. Giờ ừ. Anh qua mới phát hiện không? Giờ đỡ chưa? Hết đau chưa? Ôi trời ơi, vẫn ăn bình thường. Mình cứ thấy cứ chảy máu miệng, mình phát lạ sao chảy máu miệng kiểm xương. Tra. Bây giờ mới nó há miệng nó mới thấy được cái cục xương. Xương ống nó ghim vô cái nú luôn. Nó mới chảy máu. Thôi chỉ về bác Nam Ngô lấy bàn chải đánh răng cho. Sẽ. Rồi ok các bạn, Nam Ngô Farm lại đón thêm một thành viên mới rất là dễ thương. Đây là dòng Exotic Bully ha. À, có tên là bò sữa, tên nó đồng với cái màu lông của nó luôn. Thì từ đây là cho nó gia nhập vô Nam Ngô Farm. Cái con này Vũ ngày xưa lúc mà nó đẻ ra là cái màu lông nó rất là lạ, cũng giống Nam ấy. À. Nó lạ nó giữ lại để xem phát triển như thế nào. À. Thế lúc mà nghe tin mình bị mất con kia thì thôi rồi Vũ thôi rồi anh mang con này về nuôi đi. Đẹp á, con này đẹp á. Nhưng mà sau đó thì không chăm được mà lúc mà xong rồi là anh Vũ bảo cho không chăm, anh chỉ là để anh hỏi xem có ai mà ai trong nhóm ấy mà cần ấy, mà mình nghĩ của Nam nó nuôi chó mà, thế tôi bảo thôi đâu để anh gửi chúng cho Nam đi chứ giờ ok là... Rồi sắp tới sẽ có nhiều video vui vẻ hấp dẫn tới tụi này ha. Sạch lắm, sạch lắm, nuôi sạch lắm, tai tiếc là sạch. Đi vô đi. Rồi ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Hẹn những cái clip tiếp theo của bò sữa nha ở Nam Ngô Farm. Rồi ok, lát anh chạy xe hơi qua anh đón mày về luôn. Vô luôn đi con. Giữ vô đi, con 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 vô đi, thầy giữ rồi. Vô đi.